Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng mặt nạ trong cái phần mềm Illustrator, sử dụng clipping mask. Giả sử ở đây chúng ta có một vài hình như này. Chúng ta có hình chữ nhật, hình lục giác và hình ngôi sao. Thế bây giờ để sử dụng cái mặt nạ nếu như mà các bạn đã sử dụng thành thạo cái phần mềm Photoshop thì với cái mặt nạ ở cái phần mềm Illustrator, cách thức hoạt động nó cũng giống tương tự giống như cái phần mềm Photoshop. Thì giả sử ta có một cái hình như thế này. Bây giờ chúng ta muốn cái hình ảnh này được lồng theo đúng cái khung viền của hình chữ nhật này thì chúng ta có thể sử dụng clipping mask. Cụ thể chúng ta crop thêm một vài hình như thế này để tí chúng ta thực hành tiếp. Chúng ta đổ màu cho cái hình chữ nhật này. Để sử dụng được cái mặt nạ hay clipping mask thì yêu cầu đòi hỏi là cái hình mà chúng ta muốn cái hình ảnh ấy, theo cái đường path ấy, thì cái khung đường path của chúng ta bắt buộc phải nằm lên trên cùng. Đây là cái hình ảnh sẽ được lồng vào khung hình chữ nhật. Thế thì cái khung hình ảnh này bắt buộc phải nằm phía dưới. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng chọn hai đối tượng và phím tắt là Ctrl F7 để tạo mặt nạ, hay đó chính là clipping mask. Hoặc các bạn cũng có thể vào Object, vào clipping mask và chọn Make Ctrl F7 đây. Cái hình ảnh của chúng ta đã được lồng nằm gọn trong cái khung hình chữ nhật và những cái phần dư thừa bên ngoài sẽ được che đi. Đấy, chúng ta có thể kéo đi kéo lại. Tương tự với cái hình lục giác này cũng thế. Cái hình lục giác này các bạn phải để lên trên cùng. Chúng ta đổ màu. Cái hình lục giác này bắt buộc phải nằm trên cùng. Và chúng ta chọn hai đối tượng và chọn Object Clipping Mask hoặc bấm phím tắt Ctrl F7. Và với hình ngôi sao này cũng tương tự như vậy. Các bạn chọn hai đối tượng. Và các bạn vào Object chọn Clipping Mask và Ctrl F7 phím tắt. Để chỉnh sửa clipping mask này, các bạn có thể nháy đúp vào cái đối tượng cần chỉnh sửa. Chúng ta nháy đúp và các bạn có thể di chuyển hình ảnh để lựa chọn cái điểm mong muốn. Đấy, các bạn có thể di chuyển hình ảnh để lựa chọn cái vùng mong muốn. Hoặc các bạn cũng có thể di chuyển cái hình ngôi sao này đến vị trí mong muốn. Sau khi bạn chỉnh sửa xong, các bạn có thể nháy đúp. Giả sử tôi vẽ một số cái hình như thế này. Chúng ta bo một chút viền. Copy. Ctrl D. Giả sử các bạn có một loạt các cái ô vuông nhỏ như này, bây giờ để các bạn có thể sử dụng clipping mask thì các bạn làm như thế nào? Đây, giả sử các bạn clipping mask giữa nhiều đối tượng ô vuông và cái hình ảnh cô gái như thế này. Nếu như mà các bạn thực hiện theo cái thao tác thông thường như khi ban đầu tôi hướng dẫn ấy, thì
Nó chỉ chọn một ô vuông thôi. Ví dụ các bạn vào đây, clipping mask này. Như vậy chỉ có một ô vuông được clipping mask. Chúng ta bấm Ctrl Z quay trở lại. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn để trước khi thực hiện được clipping mask hay tạo mặt nạ thì các bạn phải chọn tất cả các ô vuông như này. Và các bạn vào Object này, các bạn chọn Compound Path này, phím tắt là Ctrl F8 để các cái ô vuông thành một đối tượng duy nhất. Bây giờ các bạn có thể thực hiện được mặt nạ và các bạn tạo hai đối tượng và các bạn bấm phím tắt Ctrl F7 hoặc các bạn có thể vào Object này, Clipping Mask này. Các bạn dễ dàng tạo được cái đối tượng như này. Tiếp theo, giả sử tôi muốn hình ảnh cô gái này lồng vào cái chữ này thì như thế nào? Chúng ta copy cái chữ này. Bây giờ giả sử chúng ta muốn cái hình ảnh cô gái này lồng theo cái chữ hướng dẫn sử dụng clipping mask này thì các bạn cũng chọn hai đối tượng và cũng chọn phím tắt Ctrl F7 hoặc các bạn vào Object vào Clipping Mask. Ok. Cái đối tượng này chưa nằm lên trên, các bạn phải đưa cái chữ hướng dẫn sử dụng Clipping Mask này nằm lên trên cô gái. Các bạn có thể bấm phím tắt Ctrl Shift và cái dấu ngoặc vuông hình bên phải ở trên bàn phím ấy. Hoặc các bạn có thể vào nháy chuột phải vào đây. Nháy chuột phải vào chữ này và các bạn chọn Arrange và chọn Bring to Phone này. Đấy, bây giờ các bạn có thể thực hiện lại. Chọn hai đối tượng vào Object và Clipping Mask. Ok. Bây giờ để chỉnh sửa cái mặt nạ này, các bạn nháy đúp vào đây và các bạn di chuyển hình ảnh cô gái. Các bạn kéo rộng cái hình này. Sau khi chỉnh sửa xong, các bạn nháy đúp để trở về bên ngoài. Đấy. Như vậy hình ảnh cô gái đã được lồng theo cái chữ hướng dẫn sử dụng clipping mask này. Ví dụ mình gõ một chữ khác. Tin học thực hành. Tiếp theo, mình giả sử đưa cái hình ảnh này lồng vào cái chữ tin học thực hành này. Thì để thực hiện được thì các bạn phải đưa cái hình ảnh này phía dưới cùng. Các bạn có thể bấm phím tắt trên bàn phím hoặc nháy chuột phải vào cái hình ảnh này và chọn Arrange, chọn Send to Back để cái chữ tin học thực hành này nổi lên trên cùng. Và bây giờ để tạo mặt nạ, các bạn chọn hai đối tượng vào Object, chọn Clipping Mask hoặc phím tắt Ctrl F7 để chỉnh sửa, các bạn nháy đúp vào đối tượng và các bạn di chuyển chữ hoặc hình ảnh đều được. Đó. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng mặt nạ. Hoặc cũng có một cách khác. Các bạn có thể ví dụ tôi vẽ lại một hình ngôi sao như này. Chọn đường viền này. Bây giờ cũng tôi muốn là các cái đối tượng hoặc hình ảnh được lồng hết vào ngôi sao như này thì ngoài cách sử dụng clipping mask, các bạn có thể tích chọn vào đối tượng ngôi sao này và các bạn chuyển sang cái chế độ draw inside. Nghĩa là các bạn khi bấm kích vào đây thì các bạn thấy các cái đường gạch gạch này được bao quanh cái ngôi sao này. Bây giờ tất cả các cái đối tượng mà chúng ta vẽ hoặc hình ảnh đưa vào thì các đối tượng đó chỉ nằm gói gọn ở trong ngôi sao.
Tôi vẽ thêm một cái hình tròn với đổ màu. Ví dụ tôi chọn hình này chẳng hạn. Tôi đổ màu này. Thì các bạn thấy rằng là cái hình elip này nếu nằm ngoài ngôi sao thì sẽ không hiển thị. Như vậy tất cả các cái đối tượng mà chúng ta vẽ đều nó chỉ nằm bao quanh, nằm trong cái hình ngôi sao mà thôi. Chẳng hạn tôi vẽ thêm một vài hình nữa. Đấy, các bạn thấy không? Cái hình elip mà phía bên ngoài ngôi sao sẽ không hiển thị. Đấy. Tất cả cách này cũng các bạn có thể sử dụng cách này. Nhân đây tôi cũng hướng dẫn luôn cho các bạn cách chế độ hiển thị ba cái chế độ này: Draw Normal và Draw Bin 2 và Draw Inside. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn chế độ Draw Inside. Thì các bạn thông thường mở mặc định là các bạn ở chọn cái chế độ Draw Normal. Ví dụ tôi quay trở lại như này. Tôi vẽ một hình như này. Thế thì tất cả các cái đối tượng mà các bạn vẽ ra sau sẽ được nằm lên phía trên cùng. Tất cả các cái đối tượng mà các bạn vẽ ra sau nó sẽ nằm lên trên các cái đối tượng chúng ta vừa tạo khi trước đó. Giả sử bây giờ tôi chọn tiếp một hình vuông như này. Đổ màu. Đấy, các bạn thấy hình vuông vẽ sau được nằm đè lên các cái đối tượng ban nãy. Bây giờ tôi tiếp tục vẽ một ngôi sao như này. Chọn màu khác để các bạn dễ theo dõi này. Đấy. Các bạn thấy không? Cái ngôi sao sau này khi chúng ta vẽ nó lại được nằm lên trên cùng. Và cái chế độ này thì ngược lại, nghĩa là các cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra sau thì nó sẽ nằm phía dưới cùng. Ví dụ chúng ta chuyển sang cái chế độ này. Giả sử chúng ta vẽ một vài cái hình như này chẳng hạn. Giả sử bây giờ các bạn muốn vẽ ba cái hình như thế này thì nếu các bạn chọn cái chế độ này, Draw Behind này, nghĩa là các cái hình vẽ ra sau thì nó sẽ được nằm phía dưới. Đây tôi vẽ luôn để các bạn tiện theo dõi này. Chọn màu xanh này. Các bạn vẽ này, đối tượng đầu tiên này. Tiếp theo, bây giờ các bạn vẽ chọn màu khác này. Thì cái hình elip các bạn vẽ sau nó sẽ được nằm phía dưới đối tượng vừa khi nãy. Đấy. Xoay một tí. Ok. Tiếp theo bây giờ mình muốn vẽ cái hình này thì chúng ta đang ở chọn cái chế độ Draw Behind này, nghĩa là cái hình này vẽ ra sau nó sẽ được nằm phía dưới cùng. Chẳng hạn tôi chọn này, màu khác này. Đây, tôi vẽ luôn vào chỗ này để các bạn theo dõi dễ này. Đấy. Các bạn thấy không? Cái hình này này, vẽ ra sau cùng nó sẽ nằm phía dưới cùng. Đó là ba cái chế độ. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng mặt nạ hay còn gọi là clipping mask trong cái phần mềm Illustrator.